Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Indonesia. Nước Indonesia sẽ có thủ đô là Jakarta và diện tích là 1.904.569 km² và được nằm trong khu vực Đông Nam Á. Trên lá cờ của nước Indonesia rất là đơn giản, chỉ gồm có hai sọc đỏ và trắng. Gấu là loài động vật có vú lớn nhất trên cạn, ăn thịt là chủ yếu. Chúng có cơ thể đỏ sọ, tứ chi khỏe khoắn. Tuy vóc dáng trông khá nặng nề, nhưng đa số đều giỏi leo trèo. Không ít thành viên gia tộc còn là tay bơi lội cừ khôi. Cơ thể gấu được bao phủ bởi một lớp lông dày dặn, có chiếc đầu to, mõm dài, mắt và tai khá nhỏ. Bình thường di chuyển rất chậm chạp. Trông rất vụng về, nhưng khi săn đuổi con mồi, chúng lại chạy rất nhanh, thậm chí có thể đuổi kịp một con hươu nhỏ. Ngoài ra, gấu còn có một khả năng đặc biệt, đó là đứng thẳng trên hai chân sau. Gấu là loài động vật ăn tạp, vừa ăn động vật như côn trùng, cá, thịt thối, vừa ăn thực vật như cỏ, lá cây, hạt cứng. Chỉ có gấu Bắc Cực cỡ lớn mới ăn cá và hải cẩu. Thị giác và thính giác của gấu tuy tương đối kém, nhưng khứu giác lại rất phát triển. Chúng thường dựa vào khứu giác nhạy bén để tìm mồi. Ngoài gấu Bắc Cực ra, tất cả các loài gấu sống ở vùng lạnh giá đều có tập tính ngủ đông. Đến mùa hạ và đầu thu, thức ăn dồi dào, chúng sẽ ăn rất nhiều, tích lũy đủ mỡ để vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Sau đó làm hang trong hốc cây. Đến mùa đông, chúng sẽ chui ra vào trong hang, bắt đầu ngủ đông để giảm bớt sự tiêu hao năng lượng của cơ thể. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Gấu Bắc Cực được nằm trong cuốn sách Điều Lý Thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Không Sợ Lạnh được nằm trong cuốn sách Điều Lý Thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Ả Rập Xê Út. Nước Ả Rập Xê Út sẽ có diện tích là 2.149.690 km² và được nằm trong khu vực Tây Á. Trên lá cờ của nước Ả Rập Xê Út sẽ có một cái hình thanh kiếm ở trên lá cờ và có cái một dòng chữ của nước Ả Rập Xê Út, và nền chính của cái lá cờ là màu xanh lá cây. Mèo hoang thường chỉ những động vật họ mèo cỡ nhỏ sống hoang dã, ưa sống đơn độc, vóc dáng tuy nhỏ hơn so với các loài động vật họ mèo cỡ lớn như hổ, báo, nhưng đều là những kẻ săn mồi đáng gờm. Chúng thường ăn mồi vào sáng sớm hoặc hoàng hôn, chủ yếu ăn côn trùng, các loại chim, thỏ và một số động vật có vú cỡ nhỏ. Mèo hoang chủ yếu bao gồm mèo đồng, cỏ châu Phi, báo mèo, linh miêu. Mèo đồng cỏ châu Phi có chân trước rất dài, chân sau khỏe mạnh, thích hợp để chạy nhanh, có thể nhảy lên khoảng cách dài gấp đôi cơ thể để bắt chim bay. Chúng có đôi tai dài nhất trong các số loài vật họ hàng nhà mèo, thậm chí thính giác của chúng rất nhạy bén, có thể nghe thấy những tiếng động rất nhỏ phát ra dưới đất. Trên cơ thể mèo đồng cỏ châu Phi rải rác các đốm chấm đốm và vằn màu đen, có tác dụng ngụy trang khi săn mồi. Mèo rừng châu Phi trông giống mèo nhà, nhưng vóc dáng lớn hơn, cường tráng hơn và thường sinh sống trong những khu vực rừng rậm nhiều đá hoặc trên núi sâu hẻo lánh. Khi thời tiết ấm áp, chúng sẽ đi săn chuột
và thỏ trên đồng cỏ. Chúng thường sống đơn độc hoặc theo cặp, đến chập tối mới ra ngoài kiếm ăn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Khỉ Lùn được nằm trong cuốn sách Điều Lý Thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Hình Thù Ngọ Nghĩ được nằm trong cuốn sách Điều Lý Thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Campuchia. Nước Campuchia sẽ có cái thủ đô tên là Phnom Penh và diện tích là 181.035 km2 và được nằm trong khu vực Đông Nam Á. Trên lá cờ của nước Campuchia sẽ có ba sọc xanh, đỏ và xanh, và giữa cái lá cờ của nước Campuchia sẽ có một ngôi chùa hay một biệt thự ở cái nước Campuchia. Khỉ lùn sinh sống ở những vùng khu vực rừng rậm gần nguồn nước hoặc bãi trống. Kích thước của chúng tương đương với loài sóc, mắt to và tròn. Ban ngày chúng ôm chặt cành cây khi ngủ, khi hoàng hôn mới bắt đầu hoạt động, nhảy từ trên cây này sang cây khác tìm kiếm côn trùng. Đôi khi chúng cũng hoạt động trên mặt đất, nhảy đi bằng chân sau như chú chuột túi. Khỉ lùn kích thước không lớn nhưng đôi mắt lại to đến kỳ lạ.